Máy pha cà phê là một sản phẩm vừa mới ra mắt thị trường cách đây không lâu. Tuy nhiên, với những công dụng tuyệt vời và sự tiện ích cao, nó đã trở thành một sản phẩm nhận được sự tin dùng của nhiều khách hàng. Vậy chọn mua máy cà phê loại nào tốt? Trong video này, Mô Online Giá Tốt sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin về một số máy pha cà phê tốt nhất hiện nay để bạn tham khảo nhé. 1. Máy pha cà phê Electrolux ECM3505. Chiếc máy pha cà phê đầu tiên đó là Electrolux ECM3505. Máy được thiết kế độc đáo, sang trọng. Màu đen tạo nên điểm nhấn cho không gian nhà ở cũng như căn phòng nơi bạn làm việc. Dung tích bình chứa của máy lên đến 1,5 lít, giúp bạn và mọi người thoải mái sử dụng cà phê suốt ngày dài. Nguyên lý hoạt động của máy hoàn toàn là động cơ tự động, áp dụng các tiến bộ hiện đại. Khi muốn thưởng thức cà phê, bạn chỉ cần làm vài thao tác đơn giản, không phải loay hoay cả tiếng đồng hồ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Công suất hoạt động tối đa của máy là 1080W, giúp bạn có thể pha cả espresso và cappuccino. Ngoài ra, tất cả các bộ phận bình đựng hay khay của máy đều được thiết kế bằng chất liệu cứng cáp, bền bỉ và cao cấp. Mỗi khi muốn lau chùi, bạn chỉ cần tháo rời các bộ phận một cách dễ dàng. Máy có trang bị thêm hệ thống nút pha chế hiển thị bằng LCD và chế độ PCB giúp tiết kiệm điện năng. 2. Máy pha cà phê Espresso Tyros TS621. Máy Espresso Tyros TS621 có lớp vỏ máy màu đen sang trọng, hiện đại, thu hút. Không những thế, nó khiến cho không gian văn phòng hay căn phòng bạn ở trở nên đẹp mắt hơn. Chất liệu làm ra máy là da phần là nhựa cứng cáp, bền bỉ và chắc chắn. Chỉ cần di chuyển núm vặn là chúng ta đã có được thưởng thức một ly cà phê đúng vị. Thật tuyệt vời khi mỗi sáng thức dậy không cần phải tốn thời gian đi chuẩn bị pha cà phê, phải không nào? Tyros TS621 không những có thể pha espresso được một lần 4 tách, mà nó còn có chức năng làm bọt sữa cappuccino tiện ích, đúng theo phong cách y nhờ vào thiết kế vòi phun. Ngoài ra, với máy còn có một ưu điểm nổi bật nữa là có thể pha cà phê trong thời gian rất ấn tượng, chỉ mất 3 phút. Phễu lọc làm bằng inox không gỉ cao cấp và dùng công nghệ nhỏ giọt tiện lợi và sạch sẽ, mang đến những giọt cà phê ngon đúng chuẩn. Ngoài ra, ta cũng có thể thấy được sử dụng phễu lọc sẽ rất tiết kiệm, có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần vệ sinh sau mỗi lần dùng là được, không giống như màn lọc thông thường. Bên cạnh đó, vẫn có một số người cho rằng cà phê espresso được pha bằng máy này, mùi vị sẽ không được đậm vị và thơm ngon lắm. Bạn muốn thưởng thức một tách cà phê chất lượng, thơm ngon, ngoài việc chọn được một máy pha cà phê tốt, bạn còn phải chuẩn bị thật kỹ về kỹ năng pha cà phê. Tuy nhiên, Tyros TS621 có thể một phần nào đó thỏa mãn được mục đích dùng của mà khi mà giá chỉ 1 triệu. 3. Máy pha cà phê gia đình Electrolux ECM1303W. Bạn thường xuyên uống cà phê và muốn sở hữu một chiếc máy pha cà phê để tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, tài chính của bạn lại không có nhiều. Electrolux ECM1303W có lẽ là dành cho bạn. Máy pha cà phê Electrolux ECM1303W nhỏ gọn, sang trọng với vỏ ngoài máy màu trắng. Máy có dung tích bình chứa lớn khoảng 1,5 lít và thiết trang bị công suất hoạt động lên đến 870W, cho phép bạn có thể pha được 15 tách cà phê mỗi lần. Máy có các bộ phận được thiết kế rất thông minh, có thể dễ dàng lắp vào hoặc tháo ra, cực kỳ tiện lợi cho việc lau chùi, vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng. 4. Máy pha cà phê Lock và Lock LCM210. Máy cà phê Lock và Lock LCM210 được coi là best selling trong khoảng thời gian vừa qua. Với công suất lên đến 600W và dung tích bình chứa là 650ml, cho phép bạn có thể pha được 6 tách cà phê thơm ngon, đậm vị để thưởng thức mỗi ngày. Ngoài ra, máy còn có tốc độ pha cực nhanh mà vẫn đảm bảo mùi vị của cà phê. Ngoài ra, máy pha cà phê Lock và Lock LCM210 còn có một số chức năng hiện đại như công nghệ nhỏ giọt, khả năng giữ nhiệt cà phê, giúp chúng ta có thể thưởng thức được những tách cà phê thơm ngon, nóng hổi mọi thời điểm trong ngày. Tất cả các bộ phận phễu lọc, thân máy, bình đựng được làm từ inox, nhựa hoặc thủy tinh cứng cáp, có độ bền cao. 5. Máy pha cà phê cao cấp dạng viên nén Nescafe Dolce Gusto. Máy Nescafe Dolce Gusto có lớp vỏ ngoài sử dụng các chất liệu bền như thép, inox, plastic không gỉ, giúp an toàn hơn dùng. Bên cạnh đó, màu đỏ của máy là một điểm vô cùng nổi bật, máy có thể để ở bất kỳ chỗ nào. Máy còn được thiết kế riêng hệ thống vòi hơi với nhiều công dụng như đánh hơi, sữa, không khí, giúp việc pha chế một ly cappuccino trở nên dễ dàng hơn, không tốn quá nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon, béo ngậy của từng giọt cà phê. Tất cả các bộ phận của máy đều được thiết kế rất thông minh, có thể tháo rời một cách dễ dàng. Đây được xem là một vật dụng không thể thiếu đối với các tín đồ cappuccino. Vừa rồi là top 5 máy pha cà phê tốt nhất. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp.
Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo.